lấy vợ đấy các ông ạ. À, ngày xưa oánh bắc dẹp đông, bây giờ thì vừa ra ngõ gọi cốc trà đá chưa kịp tan hết đá thì đã bị ới như này đây. Nghĩ mà nó buồn thật sự. Anh ngồi ngõ tí, 10 giờ anh về ạ. Về. Cho anh 5 phút nữa ạ. Về. Vâng. Cho 2 phút nữa gọi là phải có mặt ở nhà. What? Vâng, đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà một con chó cảnh. Sao lại nhỉ, vợ tôi lại chẳng bao giờ to tiếng, quát mắng hay cằn cọc dù là một lần, tôi thu nhập trăm củ. Và sau đó... Thế ông có ra đây không? Tao là chủ gia đình này, tao nằm đâu, kệ tao. Còn ghế chưa? Ít ra còn có người muốn anh về, tưởng tượng 30 tuổi không gia đình, châm điếu thuốc uống từ cốc bia này đến cốc bia khác mà không có lấy một người nào mong ngóng mình về nhà, nó còn kinh khủng hơn. Thật sự muốn làm một người vợ dịu hiền mà cũng không được luôn. Gọi một tiếng là về ngay đi lại còn xin thêm 5 phút là như nào? Đàn ông phải có tiếng nói chứ bạn, để vợ quát thế à? Như mình này ăn cơm xong bát đi nằm nghỉ cho tiêu cơm. Để mình rửa bát thế là đi luôn, cấm dám rửa luôn, cãi đấm cho phát luôn. Phải tôi thì tôi mở quán trà đá ở cửa nhà, đỡ phải xin. Tôi tưởng mỗi vợ tôi, hóa ra vợ các ông cũng thế à? Xong thế bảo sao sau người đàn ông rứt áo ra đi thì lại kêu phụ tình. Còn mỗi nước đóng khung ảnh để lên thờ. Sao bà không bán cục sắt lấy tiền mua kim? Có công mài sắt có ngày nên kim nha cháu. Bà không bán sắt mua xin tăng sức mạnh rồi kiếm tiền. Bà xếp tao mà bán cục sắt, sao có sự tích có công mài sắt có ngày nên kim cho mày nghe. Mày từ hồi còn con nít đến lúc già mới gặp được cháu. Và câu chuyện đổi tên thành cậu bé thông minh. Bà bán là sai kịch bản đó cháu à. Rồi sau đó bà mài thành dao. Lời nhắn nhủ của Hoàng Thịnh sau khi gây ra chấn thương cho Hùng Dũng: anh chỉ ham bóng thôi, em cố gắng nhé, cố lên em. Hiện Hùng Dũng được xác định gãy xương và phải nghỉ thi đấu hết năm. Lỡ hẹn với vòng loại WC 2022 diễn ra vào tháng 6 tới. Vẫn đang đợi chú xe ôm đi đổi tiền từ 12 giờ chưa quay lại trả 420k tiền thừa. Chỉ vì câu nói, chú coi mày như con chú, mà thằng em đợi ông chú từ đi đổi tiền 12 giờ chưa đến tận bây giờ. Nghĩ khổ, chú có chơi Facebook đọc được quay lại trả em nó 400k đi, 20k nó cho chú luôn ấy. Như con chú nhưng chú không nói là con ghẻ hay con chó. Chắc con ruột nhưng mà là ruột thừa. Quá chuẩn luôn. Chắc là chú ấy trong lúc đi đổi tiền thì bắt thêm mấy chục quốc nữa cho tiện luôn thôi. Với lại lúc trên đường về bị tắc đường thôi, nên là cậu bạn đừng lo lắng quá nhá. Trầm cảm vì phát hiện ra nhân viên của mình tính toán trên máy tính Casio rồi điền kết quả vào Excel. Sếp tôi trầm cảm vì tôi phải bấm từng dấu cách để làm form điền khoảng trống thay vì dùng tab. Sếp tôi trầm cảm khi thấy tôi chơi liên minh tốc chiến giả lập trên laptop. Rõ lũ ngáo, trên PC đã có sẵn máy tính rồi, việc gì phải mang theo Casio để người ta chê mình không biết tính nhẩm. Ngày xưa tôi viết công thức để làm cho nhanh, sếp bảo tôi bấm Casio tính hết lại một lần.
What the hell? Cá đang sống tự dưng sóng thần đâu xuất hiện. Cá sét chết rồi tụi bay ơi, núp lẹ lên đi, nó đè cái bẹt ví hết giờ. Chuyên mục khoe ảnh thẻ của bạn. Wow. Tôi có cả 5.000 xuyên. 1980 chưa có phong xanh. Mình không có ảnh thẻ, mình chỉ khoe ảnh mình làm cho một bạn nữ nào đó nhờ thôi. Ai làm ảnh thẻ liên hệ mình nhé, bao uy tín. Tuần trước nhà tôi có kẻ đột nhập, hắn không lấy tivi mà chỉ lấy cái điều khiển. Mấy hôm nay thi thoảng hắn lại lái xe vòng qua trước cửa nhà tôi và bấm chuyển kênh. Có lần tôi đang ngủ trên lầu thì nghe có người vào nhà tôi liền hỏi, em yêu hả cái? Nó trả lời, đúng rồi anh cái, tôi báo công an tại tôi có bồ đéo đâu. Một thiền sư họ Lu đã từng dạy, ảnh quá thì đi chùi toilet đi. Trước tao nhặt được cái điều khiển mở cửa cuốn, vì tò mò tao cũng đi lượn một vòng quanh xóm xem có cửa nhà nào mở ra không, chứ chả có ý đồ gì. Nhớ đợt còn dùng con LGG4 có điều khiển hồng ngoại, đi ăn sáng, nhà có thằng trẻ con thích xem hoạt hình mà ông bà nó cấm. Mình lấy điện thoại bật lên xong vào kênh hoạt hình, nó thấy tivi tự mở nó cứ chăm chú xem. Lúc sau ông nó vào thấy nó xem hoạt hình mới mắng nó xấu xả, thằng bé cứ, cháu có bật đâu tivi nó tự bật đấy chứ, chỉ dám xì xụp ăn cho xong mà không dám cười. Nhà tôi có trộm đột nhập, nó không lấy gì cả mà chỉ lặng lặng tháo khung sắt cửa sổ trong phòng rồi giấu dưới gầm giường thôi. Kiểu gì? Có hôm đang ngủ thì nghe có người vào nhà nó đi khắp nhà tôi để ăn trộm, tôi thấy vậy liền xuống tìm phụ nó, hai đứa tìm đến sáng mà không thấy một đồng nào, đã vậy nó còn bao tôi ăn sáng nữa. Có trộm nó vào nhà không lấy thứ gì đắt tiền cả, nó chỉ lấy mỗi combo gen lọt khe của ai đó mà tôi thấy trong tủ thôi. Hàng tuần nó đều mặc bộ đó với thân hình kinh bãi L và chụp ảnh gửi thẳng vào số điện thoại tôi. À đâu? Đáp án câu hỏi IQ phần trước là 4. Hai người bà cũng đồng thời là hai người mẹ và hai người mẹ cũng chính là hai con gái. Vì vậy cần 4 vé cho hai người bà và hai người mẹ. Chúc mừng bạn NCK Pro đã có câu trả lời đúng chưa chỉnh sửa và sớm nhất câu hỏi IQ. Ngoài ra nấm lùn, VCVVVCCC cũng có câu trả lời đúng nhé. Còn đây là câu hỏi phần này, có 5 quả cam đựng trong một chiếc rổ, vừa hay lúc đó trong phòng có 5 người, bạn làm thế nào để chia cho 5 người, mỗi người một quả cam mà trong rổ vẫn còn một quả. Like và đăng ký kênh để nhận video mới hàng ngày nhé.